xuất gia gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình, quê hương, bè bạn, rồi dựa thân vào cửa chùa, cửa thiền, là cửa chùa đó, cửa thiền hoặc núi non Am Cốc, chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh nhà Lam, rồi trao luyện đức lành để chi dồi mài trí tuệ để hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe, hoài đầu hướng thiện, quy y cùng Phật Pháp, không còn thiết đến việc đền, việc đời, gia đình, nhà cửa của nhà sư là khắp cả thế gian, thân quyến của nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả. Cái đó là hạng xuất gia, là hạng tối, hạng cao. Quý vị, các sư đó, đó là phân tách ra, là Đức Thầy tôi đưa ra hai hạng. Còn Thầy nói đó, cũng như bản thân chúng tôi, người ở tại nhà, toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật mà tu nhân. Học cái hạnh của Đức Phật mà tu với nhân đạo, sớm nghiền mình đó quý vị, phải không? Đầu trên 5 cái nhà, dưới cái 5 cái nhà mình tu, mình không biết lần là gọi là tu rồi đó. Chỉ tu là sửa chứ không có gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đà Phật. Kính thưa bà con cô bác, cộng đồng, kính thưa cao niên của tổ thầy, hôm nay đủ nhân duyên trở về hội ngộ cùng cô ba. Năm nay là năm mèo đã bước qua năm thìn, sắp tới là năm 2024, thì thầy nói là năm thìn bước tới là nó thấy là cái cảnh nó khổ. Thì trong giáo lý thầy thì con cũng suy nghiệm, cũng có nghe là cái sự khổ chiến tranh hoặc là cái sự khổ của đau bệnh không bằng cái sự khổ của cái sự sanh tử của mình. Và thầy có nói là không tu là để ma bệnh theo hờ bén gót, thằng chết kia ôm hót bên mình, đạo lành sao lại chẳng tin. Đó, cho nên hôm nay mình về đây hỏi cô ba chia sẻ sao mà có thằng chết hay không mà theo hòa bén gót là như thế nào, cô ba diễn giải cho con biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng nhân dịp mấy đứa cháu cũng có tấm lòng về Phật Pháp, với tâm nguyện mà để quay clip này cùng chúng tôi nhắc qua lời của Đức Thầy trong giáo lý sấm giảng mà Đức Thầy dạy. Quý vị ơi, tôi có đôi lời nhắc, có nghĩa là thời gian nó trôi qua mau lắm. Nếu mà không có năm nhừng thì hôm nay là mùng 3 Tết rồi quý vị. Có nghĩa là Đức Thầy dạy, nhìn cuộc đời ngày tháng thoi đưa, trời sáng ra kế lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. Có nghĩa là 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chấm đổi thay. Tuần đời là gì? Tuần đời quý vị, đời bây giờ chúng ta nhìn trên báo đài hay là trang mạng xã hội thì mình thấy cái tuần đời cũng xảy ra vô cùng. Qua lời em cháu đọc qua câu giảng của Đức Thầy, có nghĩa là để ma bệnh theo hờ bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình. Thầy nhấn mạnh là đạo lành sao chẳng chịu tin, dầu cho thông thái cũng nhìn cốt xưa. Thế nên sự tu học và hiểu biết chúng tôi xin chia sẻ, nếu ai có nhân duyên thì mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, chứ đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan. Gìn giới lực tu là gì? Tu là gìn giới lực rồi nghe kinh trọng Phật. Thì mình có tạo cái hộp giống này thì đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Nên Đức Thầy than việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Kẻ là bệnh quý vị thấy không? Thầy chúng tôi nhiều quý vị bình luận nói tại sao mà nhắc lời của Đức Thầy. Vì ông cha mình trong gia đình dạy cho con điều hay lẽ phải thì mình phải ghi nhớ trong lòng.
qua lời dạy của Đức Thầy, vì Đức Thầy là một vị Phật cổ, Phật lâm phàm có sứ mạng quá chúng để lập đời, nên Đức Thầy dạy gán nghe lời dạy của Thầy, nên chúng tôi là người phàm tục không mới tu tập cũng không có biết gì cao xa. Theo ý của Đức Thầy, dùng cái thánh ngôn của Đức Thầy cũng như Đức Phật mà để nhắc nhở toàn thể, nếu ai có duyên thì nghe. Ma bệnh là sao? Theo hờ bén gót, có nghĩa là mình đi vậy là kế bên nó đạp gót mình bực kiểu cái gì. Thậm chí tôi bệnh hồi lâu giờ mà chưa hết nữa không vậy. Tại biết sao, điển hình là cái bổn phận cũng như tôi cũng nghe lời của Đức Thầy nữa nè. Thầy nói nếu ông bà cha mẹ từ trần, chúng ta giọng bằng Phật giữa nhà hay giữa trời, có nghĩa là cách cứu Phật thì Thầy nói bông để tiêu biểu tinh khiết, nước là tiêu biểu trong sạch, nhang dùng để bán mùi quế trượt, ba cái này để cúng Phật. Nên tôi cũng có cái duyên, nên đồng đạo hay là bà con cô bác sớm gì có ông bà cha mẹ người thân qua đời rồi, người ta đến để nhờ để dâng hoa cho trang nghiêm vậy thôi. Nhưng mà quý vị biết không, ở bên cái xứ Mỹ Hưng tôi á, tôi đi cắm ông quý vị hồi xưa á, là có khi một tháng á, là tôi đi cúng chừng một người hai người, thậm chí bây giờ đó ha, bên kia hồi cách đây chưa được một tháng mà 10 người chết quý vị. 10 người có nghĩa là ma bệnh là theo đó, thần chết ôm hót, mà chết cho tuổi không có già nghe, chỉ có hai bà cụ là 83 tuổi thôi, còn bao nhiêu là từ 60 trở lại, mà người ta ở đời thôi, người ta còn nhắn nhủ là có nghĩa là 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu con người vui sướng không bao lâu đâu, rồi 20 năm sau sầu đau cao dời dời, 20 năm cuối mà chết 50 mấy năm mới, chưa được 60 đúng không vậy? Yeah. Cũng như bản thân tôi ha, năm nay tôi là mừng là gì không, tôi được hưởng thọ, ta được gần 50 mấy á, là ta nói hưởng dương yếu, mà tôi nay hơn 60 rồi ha, nên là tôi mừng là gì không, nếu tôi có chết ta cũng đọc hưởng thọ. Đạo lành có nghĩa là đạo lành, tại vì ngày xưa sinh trở lại, ma bệnh ôm hót bên mình, thần chết kia ôm hót bên mình, đạo lành sao chẳng chịu tin. Đạo lành có nghĩa là Đức Thầy chúng tôi đưa ra niệm Phật, bán gia hãy gán làm lành, rồi mới niệm Phật cho gần, đặng chi? Đặng thấy thần tiên. Thần tiên đây rồi á, khi mà màn ba kết thúc thì nói sấm nổ thì nó hơi xa xôi, nhưng mà có chứ. Mà Thầy nhắc nè, đến chừng sấm nổ gian thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn, bây giờ sấm chưa nổ, ai có duyên thì hoài đầu thức tỉnh, mau thức tỉnh tu thân nha quý vị. Tu thân là gì? Thân của mình á, nếu không biết tu á, từ sáng tới chiều quý vị ơi, có nghĩa là tạo ra, tại vì trong cái thân của mình nó có ba cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nó tạo tới 10 điều ác. Mà mình không biết tu đó ha, thậm chí miệng mình nói ra một hồi là phạm tội. Lưỡng thiện là lời nói bất hòa, ý ngôn chửi mắng kẻ dưới tay, ác khẩu, độc ác, chữ rủa, thần thánh kêu trời Phật, giọng ngữ nói láo nói quỷ hoặc. Đó, cái miệng mình nó một vốn tới bốn lời. Nên Đức Thầy căn dặn không những người tín đồ Phật giáo hòa hảo, hay là người biết tu hay là chưa biết tu, nếu quý vị nào mà khẩu nghiệp của mình đó ha, nặng nề hơn á, nên á, người tu á, cần nhất là mình gìn giữ á, cái khẩu của mình. Thí dụ tôi với tấm lòng để tôi nhắc nhở cho ai có duyên với Phật Pháp, cũng như ông hai ông nói là thầy tôi nói á, duyên lành để gõ được phùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Rồi hôm nay á, chia sẻ là chi chứ không có ganh tị gì bất cứ bé Tường Lam mà Tường gì đó, tại vì trên cộng đồng xôn xao về bé thì tôi nhắc nhở bé nhỏ mà bé biết ăn chay, biết niệm Phật, nhắc mọi người làm lành đánh dữ,
thì chứ tôi đâu có ganh tị gì, mà một số người á là không biết nghe, nhưng mà tôi không phải lấy cái lời Phật là thầy mãi, nhưng mà trách làm mang họa vào thân, chỉnh e gia giác thánh thần chép biên. Mình đâu, quý vị đâu có đối diện được tôi đâu, đâu có thấy mặt tôi làm sao mà đòi ném đá đồ này kia không. Nhưng mà mấy cái đó tôi không có để trong bụng, nhưng mà vô tình quý vị mang nghiệp. Chứ tôi đâu có nhắc nhở để toàn thể mình biết cùng tôi cùng tiếng. Tại vì thầy tôi nói nè, điều thứ 8 nè, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nhưng mà nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng mới về cõi Tây Phương mà an dưỡng. Nên là tấm lòng là thương yêu lẫn nhau như một cha. Ví dụ chứ tôi cũng không có gì tiền gì bạc hay gì chân á, có nghĩa là người tu rồi không có cần gì tiền đâu quý vị. Bản thân thì có tiền thì làm phước bố thí chút ít đỡ chút ít, còn không có thì tôi là cái thân của mình đi làm phước cho cộng đồng trong xã hội. Bất cứ thí dụ người ta bồi đường đắp lộ hay gì á, nấu cơm hay làm những gì công tác xã hội thì chúng tôi xung phong nha, hay làm những điều là điều phải thôi, chứ nói gì tiền bạc đâu có. Mà tiền xài đúng mới thể hiện như Phật, không có ham tiền đâu. Mà nên á, không phải tôi bức xúc mà nên nói lên clip nghe quý vị, nhưng mà để là, trở lại cái này là chia sẻ thật tình, chia sẻ để tu, để đồng tu trên cái đường cảnh khổ gần kề. Thì bây giờ giáo lý của thầy mình á, thì cũng có là thầy nói là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Cô ba hiểu cái phần này như thế nào, chia sẻ cho em cháu được biết rồi cô ba. Sớm chiều gắn chí nguyện cầu là hai thời cúng lại của người cư sĩ tại gia. Tòa chương là tòa vàng đó, dựa kế là kế mình một bên. Có nghĩa là người, tại vì thầy dạy nè, đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng, một là hạng xuất gia, hai là hạng tại gia. Nhưng mà thầy nói hạng xuất gia gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình, quê hương, bè bạn, rồi dựa thân vào cửa chùa, cửa thiền, là cửa chùa đó, cửa thiền hoặc núi non Am Cốc, chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh già lam, rồi trao luyện đức lành để chi dồi mài trí tuệ, để hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe, hoài đầu hướng thiện, quy y cùng Phật Pháp, không còn thiết đến việc đền, việc đời, gia đình, nhà cửa của nhà sư là khắp cả thế gian, thân quyến của nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả. Cái đó là hạng xuất gia, là hạng tối, hạng cao. Quý vị, các sư đó, đó là phân tách ra, là Đức Thầy tôi đưa ra hai hạng. Còn Thầy nói đó, cũng như bản thân chúng tôi, người ở tại nhà, toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật mà tu nhân, học cái hạnh của Đức Phật mà tu với nhân đạo. Sớm nghiền mình đó quý vị, phải không? Đầu trên năm cái nhà, dưới cái năm cái nhà, mình tu mình không biết lòng là gọi là tu rồi đó. Chỉ tu là sửa chứ không có gì xa xôi, và làm cho mới mẻ và tốt đẹp thêm lên. Cũng như thân thì mình sửa thân nghiệp, sát sanh đạo tặc đại dâm. Như bản thân chúng tôi nè, tôi sửa đây phải không, tôi ăn chay là mình không sát sanh, rồi tôi không tham lam là không đạo tặc, rồi tôi sống một mình là không có gì gọi là dâm. Nhưng mà có nghĩa là hạng tại gia, nên Đức Thầy dạy toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân vậy. Sách xưa có câu thường khuyến, Đức Phật Thầy Tây An thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng, muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Bốn ân là: một là ân tổ tiên cha mẹ, hai là ân đất nước, ba là ân tam bảo, bốn ân đồng bào và nhân loại. Nên mình vừa trả nó không tròn, nên Đức Thầy dạy chúng tôi qua cháu nó hỏi là sớm chiều gắn chí nguyện cầu là hai thời cúng lại của người cư sĩ tại gia, là mình đền trong tứ đại trọng ân.
có nghĩa là trong năm câu ngũ nguyện của Đức Thầy đó, bình thầy dạy thêm nó sớm chiều bình đẳng chớ lơi mà thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Có nghĩa là người công phu vừa làm vừa ăn vừa giúp ích cho đời, nên Đức Thầy dạy người cư sĩ tại gia điều thứ nhì ta phải cần kiệm nè, rồi sốt sắng nè, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Mà rồi thầy á cảnh báo thêm đó, tu hiền chân chất rồi chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Thí dụ mình làm ăn thì phải đụng chạm này kia, nó có lỡ gây rồi, thầy nói có lỡ gây rồi hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Ai cũng vậy, có khi mình tại vì mình còn đang tu nên có lúc cũng còn nóng, rồi cũng vì cái sanh nhai miếng ăn rồi vật chất nó quanh quẩn con người nên cũng có khi mất lòng. Nhưng mà ông Phật ông dạy quý vị ơi, có lỡ gây gỗ rồi nên mình hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Còn mình không biết đạo đó ha, tôi là sống để bụng nha, chết đem theo đó, là cái đó khổ vô cùng. Thế ra là đầu sanh về cảnh giới khổ đó. Hai thầy cúng đại quý vị không, một cái câu nguyện thôi, cũng như cái bài nguyện trước bàn thờ ông bà đó. Rồi mình nguyện mình hứa gì nè, mình tha thiết cầm hương, thầy dạy đàng hoàng, thầy dạy phải xá ba xá trước bàn thờ ông bà, rồi á dâng hương lên trán và nguyện nha. Còn quý vị mà tôi cũng có đi đám thường thường á, thầy nói xá ba xá mà nhiều người xá gì, xá bầm bầm cũng như bầm cá vậy đó. Nhiều xá quá, tại vì cái bài á, lời chuyện sống như bài toán đố không quý vị. Bài toán rồi thầy nói ba xá, mình xá bốn là chặt rồi, xá nhiều là chặt phong. Rồi á, rồi mới dâng hương lên trán nguyện nè, cúi kính dân hương trước cụ quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Lòng thiền là đang nguyện, là lòng mình vắng lặng thiền. Nay có nghĩa là hiện nay nè, con là mình hứa lòng là mình á tỉnh ngộ, con quy theo Phật rồi chí dốc tu hiền để tạo phước duyên, tạo những cái phước duyên như em cháu nó đi làm cái này, nó cũng gọi là tạo cái phước duyên, có cái phương tiện nha quý vị. Chứ tôi có tấm lòng tôi muốn nói cho nhắc nhở nha, tại chi phải không, bàn với luận để coi chân lý đặng mình tu, đặng cho nó hết khổ vậy thôi. Nếu ai có tu là khổ nó bớt ha, còn người nào không biết tu ha là tôi bảo đảm quý vị ha, khổ triền miên luôn, sân si quá. Rồi em cháu nó cũng tạo cái phước duyên, rồi tôi tạo phước duyên, đại hứa với ông bà nè, chí dốc là hết mình nha, mà hình như cũng chưa hết mình không, để tạo phước duyên. Rồi qua cái bài nguyện hứa trước bàn thờ ông bà nè, rồi bài hồi xưa đó quý vị biết không, thầy tôi dạy bàn thờ ông bà tới 20 câu nữa, nhưng mà thấy tín đồ á nó hơi dài nên thầy mới đọc lại là 12 câu cái bài trước ông bà. Tôi xin đọc mà cái 20 câu nha quý vị, người tu nó quý vô cùng quý vị ơi, tu đó ha, mà mình được an lạc thân tâm mà yên tặng mà mình nguyện đó ha, cũng như mình nói 20 câu nhưng mà tôi đọc cái sự tu thôi. Cũng như thầy nói hiếu trung con giữ dạng toàn phong, từ ngày chẳng dám lăn lòn như xưa, thì mình hiếu trung mình giữ nè, mình không lăn lòn, mình không làm tội ha, như xưa đó. Rồi sau này nè, hưởng được phước thừa của Phật, phước thừa nó vô cùng mà không có tả được. Rồi hưởng được phước thừa ha, hồn là cái linh hồn mình nhẹ nhàng mới vượt khỏi tử sanh, không còn sanh ở cõi ta bà này, sanh ra rồi khóc rồi đau rồi bệnh rồi chết ha, nó xảy ra trong tứ khổ vậy đó, vượt khỏi đó. Rồi khi mình vượt khỏi tử sanh á, rồi mình mới nguyện nè, thầy dạy thêm là nguyện đem công quả tu hành nó còn quý dữ cô bác ơi, có nghĩa là cứu trong tâm tổ mình đó, giảng sanh liên đài. Rồi khi mình về Phật quốc ha, ngày ngày an lạc, rồi chẳng những vậy thôi, cả giống chồng mình nữa giải thoát lưng trầm. Rồi khi mình giải thoát mới đem cái đạo pháp quyền thâm này nè, rồi độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, phải độ sanh chúng cho cả vạn vật nữa, thú vật gì cũng độ luôn
đồng về Phật cảnh, cả vạn vật đồng về Phật cảnh. Rồi về mình về Phật cảnh, mình đâu có liếng trần này chứ. Cái cõi trần này là ảo ảnh gạt lường. Nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. 20 câu nhưng mà tôi nhắc cái khúc tu trở về sau thôi. Chứ thầy nói đầu cuối lại cũng quyền thất tổ bỏ đáp ơn báo bổ sanh thành đó. Nay con ngu Phật tu hành cũng quyền thất tổ lòng làm chính tri. Rồi hai thầy cứ lại nha. Quý vị nào bây giờ đó, ví dụ cái địa phương xa đó, bây giờ đời 4.0 với cái pháp nó đi đến lỗ tai nha. Hồi xưa thầy nói ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này. Có nghĩa là in kinh ấn tống, in sánh giảng, in những điều hay liệu phạ đều phải nha. Nhưng mà cái người dớt cho quý vị coi không có được, không có, có biết coi. Nhưng mà cái duyên cuối cùng nè, pháp đi đến lỗ tai. Bây giờ những người ta tạo điều kiện nè, người ta đưa vô là thẻ nhớ nè, có cái bài cúng của đức thầy dạy nữa quý vị ơi. Rồi bốn quyển giảng và những bài thi chống là đầy đủ hết. Quý vị liên hệ là có trực tiếp liền. Rồi quý vị đọc bài cúng ở xóm tôi nhiều người nhớt lắm không biết chữ. Rồi anh em đồng đạo mới thâu vô à. Từ cái cách ở cặn hương xá ba xá rồi quỳ xuống chắp tay và đọc chậm chậm nguyện mà người ta thuộc cho quý vị ơi. Cái lòng của mình muốn ha, cái gì cũng được cho á. Mà hai thời cúng lại đó, nó quý báu vô cùng. Nên đức thầy nói nè, tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa. Cơm bữa là sáng chiều để nuôi cái thân của mình. Còn hai thời cúng lại là nuôi tâm linh. Có nghĩa là mình cúng lại ha, nó an lạc chiều và sáng. Cũng như là đức thầy là ông Phật, ông sắp xếp cho người tín đồ, người cư sĩ tại gia đó. Tại vì kế sinh nhai nè, làm ăn vợ con quanh quẩn cha mẹ, rồi có người thì dư, có người thì thiếu, cũng quanh quẩn khổ lắm. Nên ngày sắp xếp hai thời cúng lại không có mắc thì giờ về cái công chuyện làm cho quý vị. Thí dụ 5 giờ chiều là mình nghỉ lao động rồi, nên mình cúng ha. Mà trong 5 giờ này nghỉ lao động mà chưa có ngủ, vì giờ này đâu phải giờ ngủ, nên mình công phu lễ bái từ 5 giờ cho 6 giờ đến 7 giờ là cái phá chiều. Còn sáng cũng 4, 5 giờ mình đã thức rồi, nhưng mình chưa có đi làm. Công ty cũng 5 giờ cũng chưa có vô làm nữa. Nên mình cúng cái giờ sáng là từ 4 giờ, 5 giờ tới 6 giờ. Thầy sắp xếp hai thời cúng lại người cư sĩ. Không có nhiều người nói tôi mắc công chuyện quá à, tôi cúng không được. Không phải. Hai thời này. Ví dụ sáng là 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ là mình đã thức rồi mà mình cũng chưa đi lao động nên mình cúng. Chiều cũng vậy. Nó đàn ông Phật ông sách. Tại vì mình có nhiều người nghe cúng lại coi vậy, nhìn vậy chứ coi làm biết không cúng chứ cái gì. Không cúng mình đâu có tròn cái, tại vì hai thời lễ bái là để trả tứ đại trọng ăn. Tứ đại trọng ăn mà mình không cúng cũng như mình hết. Đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Đây là cũng là cân đồng bào và nhân loại. Rồi mình Nam Mô nhị nguyện cầu của quyền thất tổ tịnh độ sư sanh là ân tổ tiên cha mẹ. Rồi khi mà mình gốt gáo lại cái tam nguyện cầu thì đây là một cái ân cũng tổ tiên cha mẹ nữa. Rồi tứ nguyện cầu bá tánh đó là ân đồng bào nhân loại. Còn cái bài Tây Phương là mình nguyện đó, nguyện tới Tây Phương Cực Lạc thì đây là ân tam bảo. Ngũ nguyện cầu là đắc đạo, rồi là mình đền ơn cho tam bảo là trong tứ đại trọng ân, trong hai thời cúng lại của người cư sĩ tại gia mình đã đền tứ ân đó. Nhưng mà thầy nói tứ ân đã trả mới chẳng còn tội căn. Thầy dạy thêm nay ông hồi xưa thầy viết cho ông Cò Tào Hảo nay ông nhập tự làm tăng, có nghĩa là ông Cò Tào Hảo xuất gia nhưng mà trước sau tuy khác nhưng mà thiện căn vẫn đồng. Có nghĩa là hồi ông còn ở nhà ông cúng lại ông chưa quy, rồi ông đi xuất gia thì trước sau thì hai cái hình thức, một người đại gia và người xuất gia thì cái tướng nó khác nhau nhưng mà thiện căn vẫn đồng. Nó
thầy thầy đức thầy là một vị Phật, là một vị cổ Phật Lâm Phàm cái gì ơi, nhưng mà có duyên tôi quý vô cùng, tại vì thầy là một vị Phật nên mình là người phàm, mình chỉ nghe lời thầy mình tu thôi, thì mình phải nhắc cái lời của thầy dạy như vậy, thầy dạy như vậy như này sao nè, cũng như cách thờ phượng cái thầy tôi dạy nè, cách thờ phượng của người cư sĩ tại gia nè, ba ngôi thờ tượng trưng cho là bàn cúng quyền đó là tượng trưng cho là thánh đạo, ngôi tam bảo là bàn Phật tượng trưng Phật đạo, rồi bàn thông thiên là tượng trưng cho tiên đạo, có nghĩa là tam giáo quy nguyên là nó gồm nhiếp là không thiếu gì hết. Ở quý vị để cởi cái này cởi vui vui không quý vị, cái nhà tín đồ mình chân chánh vô cùng, ba ngôi thờ đâu có thiếu gì nha, nhưng mà vì cái chuyện làm ăn, cái chuyện kinh tế của người ta, cái đó đói đời thôi, rồi người ta nuôi heo nuôi gì nè, hay nuôi vịt nuôi gà gì tôi không biết nha, cái người ta lập thêm cái bàn thờ, ta thờ gì phải không, ông chuồng bà chuồng mà mình đi ra mình cho ăn đó ha, rồi nó hôi thối mình còn muốn giết mình chạy vô, tự nhiên chuồng bà chuồng đâu ở ngoài độ mình phải không, rồi nhà tín đồ chân chánh vậy nè, ba ngôi thờ không thiếu gì hết, cái để ông thằng tài thổ địa gốc gì đó bên đặng giá vàng cho chúng số chúng gì cũng biết, nhưng mà để cái bài thơ này nha, không phải cũng không phải tôi tự sáng tác, nhưng mà tôi nghe chú Đoàn Quỳnh Lương á, ổng nói là nhà đồng đạo ba ngôi thờ chân chánh quá, mà nhìn theo cái góc á có bàn thờ ông thằng tài và phổ địa á, nên mấy chú mới làm thơ vậy nè, lọc cho quý vị nghe ổng thơ nghe, nhưng mà có đụng về đời thì cũng hoan hỷ. Cái bắt đầu ông tài ông địa với ông thằng tài thì ngồi chung một cái khánh đó quý, cái bàn gì nè ngồi chung, cái bắt đầu ông địa thì ông cười tót tát, cái mẹ ông cười tót tát vậy đâu, ông cười ông nói gì nè, nực cười mới hỏi thần tài, ông thằng tài buồn hiu à, nực cười mới hỏi thần tài sao mấy hổng gài anh ít nói năng đó. Cái ông thằng tài làm thinh nè, cái ông nói gì nè, ông thằng tài ông nói thần tài mới trả lời rằng nói gà thêm tức chi bằng làm thinh đó. Cái ông địa ông nói cái gì mà anh tức, mà tôi với anh là chỗ thâm tình, nếu có chuyện gì chúng mình chia sẻ cùng nhau đó. Cái này ông thằng tài mới nói vậy nè, ông thằng tài ông mới bày tỏ trước sau, ông nói chủ nhà nó giái mà tôi đau không gài đó. Điện nó giái sao mà anh đau, anh nghĩ một coi, nó giái cho nó phát tài, rồi vợ nó đánh bài mỗi chết mỗi thằng, anh nghĩ coi tôi không đau sao được sao đâu được rồi nó nói nhà nó đang gặp khó khăn, anh nó thích đá gà nó muốn vậy mà vậy mà mỗi độ mới ăn đó, anh nghĩ coi bởi vì tôi đau. Cái ông Điện nó thôi chuyện này tôi thấy hơi căng nha, anh nói còn tôi đau thôi anh bây giờ nhưng mà tôi khuyên anh đừng có băn khoăn, nói giái thì anh cứ đi. Rồi ông thằng tài ông nói suốt năm thì nó chẳng bằng ăn á, mà nó muốn trúng số cho bằng âm vua, tiền tôi đâu phải tiền chùa, nó không nói vua, anh có cách nào giúp đỡ tôi chăng? Ông địa ông nói thôi anh đừng có băn khoăn, nói giái anh cứ đi, sách xưa có chép lại rằng tam thập lục kế tẩu đào cho xong, tôi ăn giọt ao trốn rồi thế giá qua trốn nghe giá giọt luôn, cái đó nói thiệt, cái đó làm thơ nó cũng đúng đúng nha quý vị, khổ lắm thiệt chứ, đem nãy chú lại ha, mình giá bà nội cho từ năm cuối năm mình ăn gia đạo, mình ăn tiền vô nước á, đâu có làm mới có ăn quý vị ơi, cái nào vậy, trồng cây làm vị quả thơm tho thì không thấy mà sao chẳng mất nè, lời chân chánh hình như nói xỏ nha, thầy dạy gái có nói là nói băm miếng không, thầy ông Phật ông ta nào có ngạo chi thân chúng tàn ô, nó không có, thầy ông Phật nói nha, không có ham tiền cũng bị ghét dơ nữa, có nghĩa là còn huống chi mà thế gian này mình biết tu rồi đó, mình quá giải hết trơn, ai thương ai ghét mặt tình,
phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Nó tôi tu là tôi tu của tao, thầy dạy gì đó là lắm mà. Bây giờ mình chia sẻ một clip nhỏ nhỏ đây cho bà con cũng biết về cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, cũng có hai thời lễ bái, sự cúng lại thường ngày của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nếu như quý vị nào mà thấy hữu ích thì hãy tìm vào giáo lý toàn bộ của Phật giáo Hòa Hảo mà tu theo, là mình có nhân duyên với Phật. Còn nếu như vị nào cảm thấy mà không hợp thì thôi, cái này không ép. Cho lên đây là mình với cô ba chỉ nhắc lại lời sấm truyền của thầy tổ đặng hầu để cho bà con có ai có duyên lành đặng xem theo đó mà quy tu hành đặng thoát cái cảnh khổ này. Chứ cái cảnh khổ trên đời này thì muôn việc đều nắm lấy tắt hơi quý vị ơi. Nếu như mà mình không tu thì ai cũng chết à, tu thì khỏe, còn không tu thì hồn mình nó xuống diêm đình. Rồi thôi con cũng cảm ơn cô ba. Rồi cô ba chia sẻ lời nói không hay, lời nói chia sẻ dài dài lời đi kết thúc video. Cũng xin nhắc lời của ông hai là cậu hai thanh sĩ đó, có nghĩa là lời nói nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào, tục gần lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình, sự vui buồn trọng sinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên, chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp hoặc nên cửa nhà, lời nói dễ phá hòa ga nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời, trước khi nói phải lựa lời cho thanh, nói tổn đức, nói sanh thù quán, nói chay chua, nói tiếng, nói chia lìa, nói tiếng chay chua, thì là nhất định phải chừa, dù ai cậy lữ không thưa thốt lời. Nam mô A Di Đà Phật. Lời ông hai nhắc quý vị ơi, lời nói lúc bao giờ cũng lọc ấy. Nói ra từ câu, từ chữ để chi? Dạy chúng sanh không à? Hay là đức thầy cũng vậy đó, thầy cái nào thầy dạy mình á, cứ bằng từ ly từ tí đó. Trong bổn đạo hãy nên kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ nên, tại vì thầy thương đời nên kể cho mình nghe nè, những cái diễn biến nào nè, giặc giả chiến tranh thời thiên tai điện á, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn rồi. Nhìn cuộc thế bộn bề sống vậy, thấy quý vị thấy sống vậy không đó. Nội trên cộng đồng thôi, này kia nọ ngắn thôi thôi đó, sau này đó là nó diễn biến đó. Rồi đau thì đau nhiều cái chứng dị kỳ khó kể, tự nhiên làm ở dưới kia ra, tự nhiên mà ngồi đó cái bắt đầu đau ló lên vậy, trở đi xuống dưới là nó bị thúi gục thúi gan gì đó, là bữa hai bữa trở về chứ quen làm biết bao nhiêu người quý vị. Rồi có nghĩa là nó không, còn cái bệnh mà hậu Covid cái đợt sau này ha, 10 người là cái xóm tôi là nó bị ho là hết, là 9 người 8 người đó quý vị phải không. Nếu mà hồi chỉ thì 16 là cách ly trơn không còn người. Rồi mấy người lớn tuổi đó, nó hậu Covid đó, tuy có chích thuốc ngừa rồi đó nghe, mà ngặt một cái đó nó chở bệnh nặng đó là rồi đó. Nhưng mà cái bệnh mà dịch cái đợt sau này đó, nghe kể đó trên đài rồi tôi coi đó, là nó không có ăn phổi với ăn tim, mà nó ăn từ con mắt tự nhiên nó mờ cái nó thông lên não vậy nè, đứt về não rồi tử vong mau vô cùng là nhưng mà qua năm tình. Nhưng mà thầy nhắn nha, mẹo đã hết á, gồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu quý vị thôi, nghịch lắm cùng nhau đó, lúc này nó nghịch nó nghịch bên nọ. Ủa Phật ông nói cho mình đặng chi, thiên cơ đạo lý để lòng. Ừ vậy đó, đặng con đặng mình lo cái mình tu, còn quý vị chạy theo thời cuộc cũng không làm gì chứ. Cũng như trên đời sống nha, cái phải cái quấy ai cũng đều biết thôi, nhưng mà biết phải dám làm phải,
biết quấy, dám bỏ quấy, cái này mới là đạt nè. Còn chứ phải quấy ai không biết, đó có nghĩa là cái nào cũng vậy, nó thực tế hiện tại thôi. Tu mau kẻo trễ, thầy kêu tu mau mà hình như á, hồi xưa giờ thầy ra đời 1939 tới giờ đó, quý vị biết không, nói về tuổi của thầy đản sanh là 104 nè, mới ăn lễ đản sanh thầy đó, còn thầy mở đạo là 80 mấy năm rồi, mà mình hình như là việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng qua đến nhà cho khó tránh. Mình không có cần mà chiến tranh giặc giả gì, mình sống ở đất nước Việt Nam là đất Phật đó, đến đây là cuối cùng rồi đó. Bây giờ mình lo là quan trọng là phải không, người tu nè, ăn chay nè, niệm Phật nè, cúng lại nè, hiền lành nè, bốn điều này trong cũng như tứ tướng ngoại nghi vậy đó, là chắc cả. Giờ quý vị không tu cũng chết, mà tu cũng chết, gắng tu đâu mà chết, người siêu người đọ vậy thôi. Thôi giờ cũng kết thúc video của bà. Chia sẻ Nam Mô A Di Đà Phật.